Xin chào tất cả các bạn ha. Hôm nay là bước qua tháng 6 rồi, chủ nhật bước qua tháng 6 rồi. Thời tiết của Úc thì chính thức bước vào mùa đông. Cho nên là các bạn thấy là se lạnh, thời tiết se lạnh. Úc là một cái quốc gia đa văn hóa. Cho nên ngày càng và tương lai sẽ có rất nhiều những người khác tới Úc du học, sinh sống và làm việc. Từ đó thì có những cái ước muốn, ý nguyện trở thành công dân Úc. Chính vì cái điều đó mà họ luôn luôn nỗ lực trong cái công việc của họ, cũng như là hoàn thiện hết tất cả những cái điều kiện để mà có thể trở thành một công dân Úc thực thụ, cũng như là được sự chấp thuận của chính phủ Úc cho mình là một công dân. Vậy thì những cái điều kiện nào để trở thành một công dân? Và bên cạnh đó, nếu như các bạn đã trở thành một công dân Úc rồi thì những cái điều kiện nào sẽ tước đi cái quyền công dân của các bạn? Các bạn đã từng thấy những cái video mình chia sẻ các bạn là rất nhiều những người đi tới Úc với cái visa du lịch, hoặc là những người công dân Úc trở về Úc và họ đã đem những cái chất cấm đi vào Úc, đã bị các an ninh tại phi trường cũng như là nhân viên tại phi trường kiểm tra hành lý và đã phát hiện họ đem chất cấm. Từ đó thì họ có những cái án phạt khác nhau trong cái số lượng họ mang vào Úc. Thì một trong những cái điều kiện mà người Úc bị tước cái quyền công dân thì bị phạt tù quá 6 năm. Trong những cái trường hợp nào đó, các bạn bị một cái án tù, mà cái án tù đó từ 6 năm trở lên, thì khi các bạn bị cái án tù đó, tòa án tuyên phạt cái án tù đó, thì Bộ Di trú sẽ tước cái quyền công dân của cái người đó. Và sau khi mãn hạn tù, người đó sẽ trở về cái quốc gia của họ. Có nghĩa là thí dụ như anh ở Việt Nam, anh trở về Việt Nam, anh ở Ấn Độ, anh trở về Ấn Độ, anh ở Trung Quốc, anh trở về Trung Quốc, thì sẽ bị tước cái quốc tịch sau khi mãn hạn tù. Thì đó là một trong bốn cái điều mà một người trở thành công dân Úc sẽ bị tước quốc tịch. Đó là một trong bốn điều ha. Thì đó là một cái câu hỏi của một bạn đã hỏi thăm mình trong những cái video mình chia sẻ. Hôm nay thì mình muốn chia sẻ các bạn về cái điều này thông qua đài SBS, để các bạn có thể có một cái nhìn nhận rõ hơn, hiểu biết hơn về bốn cái điều đó, và bên cạnh đó có những cái điều gì khác mà những người nước ngoài muốn nhập cư vào Úc và trở thành công dân Úc thì sẽ có những cái điều kiện gì. Và nếu có những người đã trở thành thường trú dân rồi, và nếu như mắc phải những cái điều kiện gì trong cái lúc mình đang muốn xin quốc tịch Úc thì có xin được hay không? Đó là những cái điều mình muốn chia sẻ các bạn trong cái video này thông qua cuộc phỏng vấn của đài SBS tiếng Việt với một luật sư. Từ đó các bạn sẽ hiểu hơn về những cái điều mà các bạn quan tâm muốn trở thành một công dân Úc. Quý thính giả đang nghe chương trình Luật lệ quanh ta của SBS Radio. Ai có thể bị mất quốc tịch Úc? Bất cứ công dân nào tuổi từ 14 trở lên, đồng thời có quốc tịch của một quốc gia khác, có thể bị mất quyền công dân Úc. Có hơn 6 triệu người Úc được sinh ra nước ngoài. Ngoài ra, có khoảng 4 hoặc 5 triệu người Úc được sinh ra tại Úc, nhưng vẫn giữ hai quốc tịch. Vì vậy, hơn 10 triệu người Úc có khả năng bị mất quốc tịch của họ. Luật sư Nguyễn Văn Thân từ Sydney sẽ trình bày chi tiết về luật tước quốc tịch hoạt động như thế nào. Xin được chào luật sư Nguyễn Văn Thân. Trong chương trình Luật lệ quanh ta vào cuối năm nay thì chúng ta sẽ cùng bàn về một cái vấn đề rất là thời sự trong năm vừa qua, đó là vấn đề tước quốc tịch, khi mà xảy ra rất là nhiều vụ khủng bố. Và theo dõi tin tức tuần vừa rồi thì luật sư cũng thấy là có một cái vụ tấn công khủng bố đã được cảnh sát chặn được trong đúng ngày Giáng sinh luôn, ngày 25 tháng 12. Vậy thì thưa luật sư Nguyễn Văn Thân, theo hiến pháp của Úc thì trong những trường hợp nào công dân Úc đã có quốc tịch sẽ bị tước quốc tịch ạ? Khi chúng ta nói vấn đề bị mất quốc tịch đó, thì thật ra nó không phải nằm dưới hiến pháp mà nó nằm dưới cái đạo luật quốc tịch của Úc. Cái đạo luật mà hiện hành nhất là đạo luật quốc tịch năm 2007, nó gọi là Australian Citizenship Act 2007. Một trong những cái tội phạm mà rất là dễ dàng cho người ta có thể bị tước quốc tịch đó, từ trước tới giờ, đó là cái tội phản quốc. Có nghĩa là khi mà có một người công dân Úc tham gia vào quân đội của một quốc gia khác mà đánh lại nước Úc, thì thông thường đó là cái tội phạm rất là dễ dàng để cho cái người đó bị mất quốc tịch.
Hồi nãy chị Bích Ngọc có nói sơ qua về các cái vấn nạn khủng bố, và vâng, chị nói đúng là chỉ trong mấy ngày vừa qua thì hình như cảnh sát đã phá vỡ được một cái kế hoạch khủng bố. Thì bây giờ Quốc hội Úc cũng đang nghiên cứu để trình bày những cái dự luật là hãy có một những cái người nào mà bị vi phạm tội khủng bố, mà không những thế đi qua những cái nước ở bên Trung Đông để tham chiến, thánh chiến. Thì nếu như phạm vào những cái tội đó thì cũng có thể là bị tước quốc tịch, có nghĩa là bị mất quốc tịch Úc. Dạ vâng, những cái chuyện ví dụ như là việc tước quốc tịch thì nó có xảy ra với lại công dân đơn tịch hay không? Ví dụ như những người mà họ chỉ có một quốc tịch Úc thôi, thì khi mà tước quốc tịch thì họ sẽ là những người vô quốc tịch, thì chuyện đó có xảy ra hay không thưa luật sư? Cho tới bây giờ thì thông thường những cái khía cạnh mà nói là để tước quốc tịch thì nó chỉ dành cho những cái người song tịch. Những cái người mà hoàn toàn là chỉ có một quốc tịch Úc không mà thôi đó thì không có bị tước quốc tịch. Là tại vì nếu như không có một cái quốc tịch nào khác mà tới cái quốc tịch của họ thì họ trở thành một người vô tổ quốc. Thì luật pháp chưa có đi đến một cái mức bước xa như vậy. Do tuy nhiên nếu có những cái người mà gọi là có song tịch đó, thì nếu như phạm vào những cái tội phạm khủng bố hoặc là đi qua Trung Đông để tham gia thánh chiến và với tổ chức nhà nước Hồi giáo hoặc là những cái tổ chức khủng bố khác, thì họ có thể bị tước quốc tịch. Họ sẽ mất quốc tịch Úc. Nhưng mà nếu như họ là người song tịch đó, thì họ vẫn có quyền giữ quốc tịch. Thí dụ như là của cái quốc gia mà cha mẹ của họ sinh ra hoặc là họ sinh ra, chẳng hạn như là ở Syria, ở Lebanon hay là một số quốc gia khác ở Trung Đông. Nó chỉ áp dụng cho những người song tịch. Dạ vâng, bên cạnh những cái trường hợp như là tham gia vào những cái vụ khủng bố thì sẽ bị tước quốc tịch, vậy thì trong cái đạo luật quốc tịch của Úc thì còn những cái trường hợp nào có nguy cơ sẽ bị chính phủ tước quốc tịch hay không thưa luật sư Nguyễn Văn Thân ạ? Hồi nãy tôi có nói tới cái vấn đề phản quốc, cũng nghĩa là tham gia vào quân đội hoặc là nếu như gọi là có những cái hành động, hành vi mà thuộc về tình báo, có nghĩa là tìm cách lật đổ nhà nước, lật đổ chính quyền của Úc. Thì đó cũng là những cái tội phạm mà có thể bị tước quốc tịch. Nói chung nó đều là những cái tội phạm rất là nghiêm trọng. Tại vì cái một khi mà một công dân của Úc đó, thì cái vấn đề quốc tịch là nó là một cái quyền lợi rất là thiêng liêng. Khi mà nhà nước quyết định tước quốc tịch của mình đó, thì cái tội phạm đó cũng rất là nghiêm trọng. Nó chỉ áp dụng cho một vài cái trường hợp gọi là rất là đặc biệt như vậy. Thông thường là liên quan đến vấn đề khủng bố, vấn đề quân sự, vấn đề tình báo, vấn đề phản quốc. Tìm cách làm hại cho an ninh của nước Úc cũng như làm hại đến an nguy đến tính mạng của người Úc. Dạ vâng, vậy thì với những người mà họ chưa có quốc tịch chẳng hạn, nhưng mà họ đang có thường trú dân, tức là có PR và họ đang trong cái quá trình họ nộp hồ sơ để xin thi quốc tịch để được vào quốc tịch Úc, thì có cái trường hợp nào sẽ bị chính phủ từ chối hồ sơ hay không thưa luật sư ạ? Vâng, đối với những cái người nào mà chưa là quốc tịch thì họ muốn vào quốc tịch Úc thì họ phải xin nhập tịch. Thì khi xin nhập tịch nó có một vài cái điều kiện căn bản. Cái điều kiện thứ nhất là thông thường là họ phải có một cái visa cho phép họ ở nước Úc liên tục trong 4 năm vừa qua. Và trong cái khoảng thời gian 4 năm vừa qua thì ít nhất là họ phải đã sinh sống ở Úc như là một thường trú nhân trong vòng 12 tháng. Thì trong cái khoảng phạm vi 12 tháng đó họ không có đi ra nước ngoài để mà ở quá 90 ngày. Có nghĩa là mình có quyền đi du lịch chừng 2-3 tuần, nhưng mà căn bản là mình vẫn phải ở nước Úc. Và khi mà mình làm cái đơn để xin nhập tịch á, thì nó có một cái tiêu chuẩn, nó gọi là cái character test, có nghĩa là một cái phần trắc nghiệm về bản về cái quá khứ của mình. Thì một trong những cái vấn đề mà mình phải lưu ý đó là nếu như mình có phạm tội đó thì có thể là mình sẽ không được coi như là một cái người có cái bản chất tốt, có nghĩa là không có một được coi như là một cái person of good character. Yeah. Trong những cái trường hợp đó thì bộ di trú có thể bác cái đơn xin nhập tịch của mình. Đó là về vấn đề hạnh kiểm hay là những cái kiểm tra về nhân thân trong quá khứ. Vậy thì với những cái trường hợp mà họ cung cấp những cái hồ sơ không xác thực thì nó có gây ảnh hưởng đến cái hồ sơ mà họ nộp xin quốc tịch như thế nào thưa luật sư ạ? Chắc chắn là khi mà họ nộp đơn vào quốc tịch là họ phải ký vào các lời khai tuyên thệ, có nghĩa là những cái gì mà họ khai báo nó là đúng với sự thật. Nếu như họ không khai báo đúng với sự thật, có nghĩa là họ giấu giếm những cái phần quan trọng, thì cái đó nó gọi là một cái đơn gian lận. Với một cái đơn gian lận thì dĩ nhiên cái nếu mà khám phá ra được thì bản chất của nó đã là một cái sự vi phạm về luật pháp.
Và nếu như ngay cả khi đó mà cái quốc tịch đã được ban cho dựa vào cái sự gian lận đó, thì Bộ Di trú cũng có thể tước lại, cũng có thể hủy bỏ cái giấy quốc tịch của mình nếu như mà mình khai báo một cách gian lận. Thưa luật sư, vậy thì trong trường hợp mà có những người khi mà họ đang trong cái tiến trình họ nộp hồ sơ thì họ phạm phải một cái tội hình sự nào đó, việc này có ảnh hưởng đến cái quy trình mà họ nộp hồ sơ xin quốc tịch hay không ạ? Thì nó tùy theo, nói chung đó, những cái tội phạm nào mà nó mang cái tính nghiêm trọng thì có thể là nó sẽ ảnh hưởng đến cái đơn xin quốc tịch của họ. Những cái tội phạm mà chẳng hạn như mình lái xe gọi là quá tốc độ hay là bị phạt parking ticket, đậu xe không đúng chỗ, mấy cái đó thì nó không thông thường, nó không có ảnh hưởng. Tuy nhiên đó, những cái tội phạm nào mà có thể là mình bị tuyên án, cho dù không hẳn là tuyên án tù mà ngay cả những cái án lệ, những cái án lệnh như là làm việc cộng đồng hay là hạnh kiểm tốt trong vòng 12 tháng, cũng có thể là mình sẽ không có xin được vào quốc tịch. Và thông thường đó thì nó đi ngược lại 10 năm. Có nghĩa là những cái án nào mà nó đã quá 10 năm rồi đó, mà nó không thuộc về những cái gì mà nó nghiêm trọng đó, thì coi như những cái án đó được nó gọi là mãn hạn. Nhưng mà trong vòng 10 năm vừa qua, nếu như mà mình có phạm tội, bất cứ một cái tội phạm hình sự nào mà nó tương đối nghiêm trọng. Có nghĩa đây là tôi muốn nói không phải là những cái đậu xe đua không đúng chỗ hay là chạy xe vượt đèn đỏ mất 3 điểm. Nhưng mà những cái tội nào mà tòa đã tuyên án mình, đã ra tới tòa và tòa tuyên án mình, một là tuyên án tù, hai là good behavior bond, có nghĩa là phải giữ hạnh kiểm tốt hoặc là tù treo. Thì mình phải khai báo. Và nếu như nó mang một cái tính nghiêm trọng nào đó thì Bộ Di trú có quyền bác cái đơn xin gia nhập quốc tịch của mình. Tôi xin đơn cử một hai cái thí dụ để cho nó dễ hiểu. Một cái vụ cái người xin vào quốc tịch là vi phạm cái tội bạo hành trong gia đình. Có nghĩa là nói nôm na đây đó là cái tội đánh vợ. Rồi bị tòa tuyên án good behavior bond là phải tù treo, là hạnh kiểm tốt trong vòng 12 tháng. Nhưng mà vì cái tội đó đó nó mới xảy ra khá gần so với cái lúc mà họ nộp đơn, có nghĩa là nó khoảng trong vòng 2 năm, thì Bộ Di trú vẫn bác cái đơn đó. Đó là một cái vụ thứ nhất. Một cái vụ thứ hai đó là có một cái người mà cũng vi phạm cái tội mà gọi là cái tội đánh lộn đó, rồi gây ra thương tích, và cũng không chỉ là gọi là bị hạnh kiểm tốt, good behavior bond 12 tháng mà không có bị ở tù. Nhưng mà vì cái việc đó nó xảy ra chỉ trong vòng 2 năm của cái khi mà họ nộp cái đơn xin vào quốc tịch, thì cái khoảng cách nó quá ngắn, thì họ vẫn được xem như là không có hạnh kiểm tốt, và do đó cái đơn xin quốc tịch của họ cũng bị bác. Thật ra thấy như vậy đó, mà nó không phải là dễ dàng. Có nghĩa là khi mà mình vi phạm bất cứ một cái tội hình sự nào, không cần phải nặng nề đâu, mà có nghĩa là không nặng đến nỗi là mình chỉ bị cảnh cáo thôi đó, thì cũng có thể là cái đơn xin quốc tịch của mình không được chấp thuận. Vậy thì câu hỏi cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay, luật sư có thể đưa ra những cái lưu ý đối với những người là công dân song tịch Úc, Việt Nam, khi mà đứng trước cái vấn đề pháp luật đó là có thể có nguy cơ bị tước quốc tịch, thì họ cần phải lưu ý những điều gì ạ? Cái chuyện đầu tiên thì dĩ nhiên là mình đừng bao giờ phạm pháp, thì mình không có gì phải lo ngại hết. Dạ vâng. Cái việc đó là cái việc thứ nhất. Cái việc thứ hai đó là khi mà mình đang là quốc tịch Úc thì nó có một số cái trách nhiệm. Mà một trong những cái trách nhiệm đó là mình phải tuân thủ cái hệ thống luật pháp của nước Úc. Thành ra mình đừng có gọi là nhìn vào cái việc đó một cách hời hợt. Nói đúng ra đó thì tôi nhận thấy là người Việt của mình thì rất là hiền. Tôi chưa có thấy người Việt của mình ở Úc ở đây có người nào đã bị dính líu về cái vấn nạn khủng bố hay là đó là tình báo hay là phản quốc, thì mình chưa có thấy. Nhưng mà cái điều đó không có nghĩa là nó không xảy ra, là tại vì hình như cũng đã có một cái người gốc Việt ở bên Mỹ cũng đã bị vi phạm cái tội khủng bố khi mà anh ta giao du với một số bạn bè người gốc người Hồi giáo, rồi cũng dính vào cái tội đó. Thật ra chúng ta làm gì thì làm, chúng ta phải nên tuân thủ cái hệ thống luật pháp của nước Úc, và mình nên tránh né những cái việc làm mà có thể ảnh hưởng đến cái lý lịch của mình. Một khi mà mình tuân thủ đúng luật pháp thì theo tôi nghĩ mình không có gì phải lo ngại cả.
Xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Thân đã tham gia chương trình luật lệ quanh ta của SBS ngày hôm nay. Và nhân đây thì cũng xin được gửi lời cảm ơn luật sư đã cùng với chương trình SBS Radio gắn bó với chương trình trong suốt một năm qua và gửi những lời tư vấn rất là hữu ích đến quý vị thính giả. Sau đây là những nguy cơ khiến tiến trình nộp hồ sơ xin nhập tịch bị từ chối. Một số thường chủ nhân đang trong tiến trình xin nhập tịch có thể bị từ chối hồ sơ nếu hạnh kiểm không đạt yêu cầu, gian lận hồ sơ hoặc phạm tội hình sự. Ví dụ, những người phạm tội bạo hành gia đình hay là hành hung người khác trong vòng 2 năm trước ngày xin nhập tịch sẽ không vượt qua được kiểm tra về hạnh kiểm và nhân thân của chính phủ. Để xin trở thành công dân Úc sau khi quý vị có được thường chủ nhân, ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ, thì quý vị phải: thứ nhất, đạt đủ điều kiện về cư trú, trên 18 tuổi. Trừ khi được miễn, quý vị phải hoàn tất bài thi kiểm tra công dân trước khi nộp đơn xin nhập quốc tịch Úc. Chỉ có như vậy, quý vị mới hội đủ điều kiện để chứng minh là đã hiểu bản chất của việc nộp đơn xin trở thành công dân Úc, có kiến thức căn bản về Anh ngữ và có đủ nhận thức về bổn phận và quyền lợi của công dân Úc. Nếu quý vị được nhận giấy quốc tịch Úc, quý vị phải có ý định sinh sống ở Úc hoặc hứa gìn giữ mối liên hệ chặt chẽ với nước Úc. Nếu đơn xin nhập quốc tịch của quý vị được chấp thuận, quý vị phải tuyên thệ trong vòng 12 tháng, trừ khi quý vị bị bất lực vĩnh viễn. Bất lực vĩnh viễn có nghĩa là quý vị không có khả năng ý thức về bản chất của việc nộp đơn xin gia nhập quốc tịch Úc. Quý vị sẽ không thể trở thành công dân Úc nếu đang có tranh tụng về án hình sự mà trong đó quý vị là bị cáo, đang ngồi tù hoặc trong viện tâm thần vì có dính líu đến việc vi phạm tội hình sự. Ra khỏi tù chưa tới 2 năm sau một bản án tù 12 tháng hoặc ra khỏi tù dưới 10 năm. Sau khi quý vị đã có hơn 2 bản án tù mà bản án nào cũng trên 12 tháng, được giam lỏng vì lời hứa danh dự hoặc bởi bất cứ hình thức an ninh nào khác. Và nếu như đơn xin nhập quốc tịch của quý vị bị từ chối, quý vị có thể xin kháng cáo tại tòa án hành chính. Trong trường hợp này thì hãy tìm đến một luật sư để được cố vấn cặn kẽ. Trong cái video này, chủ yếu mình muốn tập trung chia sẻ các bạn về những cái điều đó để tương lai một cái ngày nào đó, cho dù các bạn ở bất kỳ quốc gia nào muốn tới Úc có một cái cuộc sống tại Úc, hoặc giả sử như các bạn lấy một người nào đó, hoặc các bạn đi tới Úc du học và muốn ở lại Úc trở thành công dân Úc, thì đây là một trong những cái điều mà các bạn có thể tìm hiểu và biết được là mình không nên vi phạm vào những cái điều đó. Hoặc giả sử như đã được chấp thuận là một người thường trú dân rồi, và trong cái khoảng thời gian mà mình muốn nộp cái hồ sơ để trở thành công dân Úc, thì cũng không nên vi phạm những cái điều mà các bạn đã nghe đài SBS chia sẻ với các bạn thông qua cuộc phỏng vấn với luật sư. Từ đó các bạn có thể tránh được những cái điều đó. Và bên cạnh đó, đã trở thành công dân Úc rồi thì nên tránh bốn cái điều quan trọng này để không phải bị mất quốc tịch Úc của mình. Rồi, mình cũng xin kết thúc video ở đây. Hy vọng đó là một cái video hữu ích dành cho tất cả các bạn. Và cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.